thì mình thích ăn phần lườn, phần bụng hơn là phần lườn. Con cá chim của mình đây, các bạn thấy nha, làm sạch sẽ mổ bụng rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ bỏ qua một bên, cái đĩa này. Rồi cá chim thì nếu mà nướng thì chúng ta cũng không cần phải bóc vẩy hay là không cần phải không phải cắt vây đâu, cứ để đây lát nữa ăn xử lý xong. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành làm gì các bạn biết không? Đó là chúng ta sẽ băm tất cả các rau gia vị để nhồi vào con cá. Rất là nhiều nha các bạn, đủ thứ trên đời luôn. Mình có sả này, có rau mùi, có hành này, có tỏi này, có gừng này, đấy, hành khô nữa này, rất là nhiều nha. Bây giờ cứ đập rất là nhỏ sả, rồi thái nhỏ, thế thôi, rất là đơn giản các bạn ạ. Không biết thì các bạn sẽ làm như thế nào thì các bạn hãy để dưới comment những công thức mà các bạn làm các món cá chim. Thì hôm sau Lan Anh sẽ dựa vào công thức đấy, Lan Anh sẽ làm nhá. Còn bây giờ thì Lan Anh sẽ thử làm món cá chim nướng. Sau khi mà xả xong rồi thì chúng ta sẽ đập tỏi nhá. Rất là nhiều tỏi. Đập thật là nhuyễn, băm thật là nhuyễn thì lúc mà nướng thì nó dậy mùi lên. Tuyệt vời. Đây, băm thật là nhuyễn nhá. Ở đây, tiếp theo đó là gì các bạn biết không? Gừng. Cắt một ít gừng. Thái nhỏ. Thái nhỏ. Xong rồi đập. Rồi băm nhuyễn. Bây giờ chúng ta sẽ đập hành nha. Hành chúng ta không thái đâu, mà chúng ta phải đập. Trời ơi. Hôm nay thì mình sẽ thái thật là nhuyễn như này nha. Mình mổ con cá thì mình mổ khe bé bé thôi nha, đừng có mổ khe to thì nhét vào không ta quên nhầm thì bỏ vào thì nó sẽ bị lòi ra ấy. Đang định bảo nhét vào không sướng. Rồi, rất là đơn giản thôi, các bạn cứ bỏ hết tất cả các thứ gia vị mà mình đã chuẩn bị vào. Rồi chúng ta sẽ ướp con cá. Và các bạn đã đoán được cái gia vị mình đang để dành chưa, bật mí cho các bạn là gia vị gì chưa? Đúng rồi đấy, có bạn đã đoán đúng rồi đấy. Đó chính là riềng mè. Riềng và mè.
chúng ta sẽ phết ở ngoài con cá. Đây, đây là diềm vàng ươm và rất là thơm nha, cực kỳ thơm luôn các bạn ạ. Đây, diềm này nấu thịt chó thì ngon đấy, mình biết mà, có bạn đang nghĩ thế, đoán ra ngay. Còn mè nữa, cắt mè bỏ vào. Kinh, nó phọt ra kinh quá. Rồi, sau đó thì mình cũng bỏ một chút gia vị là tương ớt, một chút nước mắm để nướng cho dậy mùi nhá. Và cuối cùng thì trong cái phải cho một chút mì chính nữa. Và cuối cùng thì khi mà nướng, ở trong những cái món nướng thì mình sẽ cho một chút dầu ăn để khi nướng con cá của mình sẽ không bị khô. Ui thơm lắm các bạn ạ, mùi riềng mẻ thì nhớ đến thịt chó, nhưng mà người ta cứ bảo là thịt chó nó không nhân đạo, cho nên là thay thịt chó mình bằng con cá chim. Ăn chim, quên nhầm, ăn cá chim thì lúc nào cũng thú vị. Giờ ok, ta sẽ ướp. Có thể các bạn sẽ có những cách làm khác so với mình thì các bạn hãy để lại ở dưới livestream, dưới comment, để mà Lan Anh sẽ học được nhiều cách làm cá hơn, để Lan Anh sẽ làm thử và trải nghiệm với cả mọi người các bạn nhé. Đây, chúng ta cứ trà sát cho nó ngấm từng thớ thịt, xong rồi con cá sẽ rất là mềm mại, đến khi nướng thì xô rách luôn. Đấy, các bạn thấy không? Chúng ta cứ massage, cứ âu yếm con cá là nó sẽ rất là ngon. Rồi, mình sẽ ướp trong vòng 30 đến 45 phút rồi mình sẽ mang đi nướng nha các bạn. Rồi, ok. Các bạn ơi, mọi thứ đã sẵn sàng rồi. Bây giờ Lan Anh sẽ cùng với các bạn nướng cá nhé. Đầu tiên là than. Lan Anh đã nhóm được một cái bếp lửa với than như này rồi. Bây giờ Lan Anh sẽ đổ hết cả chỗ than này vào nha. Đây, bây giờ mình sẽ bỏ than vào các bạn nhá, cho nó bén than đi. Hôm nay thì cũng rất là may mắn khi mình kiếm được một ít củi để nhóm than. Bây giờ mình sẽ vót cái cây tre này. Cá đây các bạn, rất là to và đã thấm đẫm gia vị rồi. Bây giờ mình sẽ xiên để nướng con cá này nhá. Các bạn ơi, cá của chúng ta đang được nướng rồi. Bắt đầu mình ngửi thấy mùi thơm của cá rồi. Chuẩn bị chín rồi các bạn ạ. Mình hơi quá tay cho nên là cá đang hơi bị cháy, nhưng mà thôi không sao, mình nghĩ là ui nóng quá, mình nghĩ là cũng sẽ rất là ngon đấy. Cháy chỉ cháy cái vảy ở ngoài thôi. Mình đã lấy sẵn lá chuối đây rồi các bạn ơi, mình chỉ cần làm một ít muối chấm nữa là được. Mình có một cái bát và có một ít bột canh ở trong đây rồi. Mình sẽ bẻ ớt, hôm nay mình sẽ không giã nữa mà mình sẽ bẻ nhá. Mình sẽ bẻ ớt ra như này. Và mình sẽ vắt thêm ít chanh vào nữa.
mình sẽ cho thêm một ít tương ớt nữa. Và bây giờ thì Lan Anh sẽ lấy thành quả của chúng ta để chúng ta cùng thưởng thức nha. Wow, vì con cá nặng quá không thể chín đều được cho nên là mình đã phải dùng cái vỉ này để mà dùng. Wow, mình sẽ chẻ cái này ra để làm đũa nha. Thấy không? Quá tuyệt vời. Miếng thịt rất là trắng. Miếng cá rất là trắng. Trời ơi, thịt cá vừa chín tới các bạn ạ. Cho nên là nhìn nó vẫn còn ướt ướt chứ nó không bị khô. Mà cá mà bị khô quá thì sẽ không ngon. Bây giờ mình mời các bạn nha. Chấm vào nước chấm. Nói như thế này nhỉ. Thịt cá nó còn rất là ẩm. Nước tiết ra thì cực kỳ ngọt luôn. Mà thịt cá ấy, con cá này nó rất là dai. Kèm theo cái nước chấm này nữa thì không còn gì để tả nữa hết đấy. Okay. Ăn vào bên trong, còn bên trong của con cá nó dậy cái mùi nhân mà mình đã nhét ở trong, nó hơi nhân nhân đắng của các loại rau gia vị, là rau thơm, các loại rau thơm gia vị ngon lắm các bạn. Các bạn thử làm ở nhà xem như thế nào nhé. Cá này có một số cái xương răm, các bạn ăn các bạn chú ý. Mình thì mình thích ăn phần lườn, phần bụng hơn là phần lườn. Các bạn ơi, chắc là bây giờ mình phải tiếp tục ăn cái con cá này đây. Tại vì nếu ăn để nguội thì nó sẽ không còn ngon nữa. Hẹn gặp các bạn trong những video tiếp theo của mình nhé. Và các bạn nhớ là hãy like, subscribe cho mình để mà mình sẽ có tinh thần hơn để làm nhiều video hơn nữa, để cho mọi người cùng xem nhé. Xin chào.